Rồi em chào bà con nha, nay ngày 16 tháng 11 2023 ha, em lên số máy cho bà con coi ha. Ai mua thì nhớ cái mã số, đọc cái mã số cho em ha. Cây này đầu tiên là cây 515 nha, G2 Prime luôn. Cây này học online tốt, Android nó 6 chấm luôn, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà luôn ha. Máy thì còn rin nguyên cây luôn, bán 350 thôi. 350 cây này xài được 2 sim và 4G luôn, lời quá trời lời luôn. Cây này 315 nha, màn hình rin, men rin, pin rin, rin toàn bộ máy luôn. Em tải sẵn ứng dụng nè, Zalo, Facebook, TikTok thử sẵn hết ha. Pin rất là tốt, xài được 2 sim 4G luôn nha. Rồi cây này 350 nhưng mã số là 315 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc việc theo 50k hay là chuyển khoản em 50k ha. Nếu cọc được 100k thì em bao ship ha. Còn không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc việc theo, xong rồi cào ra xong rồi điện cho em ha. Rồi đọc địa chỉ, đọc cái cạc, rồi đọc tên ha. Rồi em ship tới chỗ cho kiểm tra hàng, ok thì nhận ha. 350 mã số là 315 nha. Rồi cây 316 nè, cây này cây Realme, cây Realme C2 nha. Cây này bị đớm uổng quá trời luôn đó. Xiaomi R2 nha đó. Cây này bị đớm nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà luôn ha. Máy móc ok luôn, xài được 2 sim 4G luôn. Cây này em bán 500k nha, mã số là 316 nha. Cái này nó bị lót chứ không phải bị đớm, mà nhân viên nó không biết nó ghi đớm. Nó bị lót nhẹ nữa nè, bị lót ha, nhưng không phải bị đớm nha. Máy móc ok, full chức năng, không lỗi gì hết nha. Camera này gọi là camera giọt nước nha. Rồi máy móc ok luôn, 500k, mã số là 316 nha. Rồi cây 317 nè, cây này cây Galaxy Z700 nè. Cây này full nguyên cây luôn, xài được 2 sim 4G luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lúc phà phà. Cây này em bán 500k nha, mã số là 317 nha. Cây này full chức năng luôn, máy gin luôn. Đó, màn hình không đủ giá tiền nha. Nếu mà ai biết cái dòng này thì màn hình không đủ tiền ha. Đó, máy ok, full chức năng, không lỗi gì hết luôn. Máy rin nguyên cây, vỏ cũ qua 5 tháng nha. Em bán 500k, mã số là 317 nha. Rồi cây 318 nè, cây Asus Z010AD nha. Cây này bị nứt kính, nó nứt ở trên đây nè. Ờ, nứt ở trên đây một miếng ha. Cây này RAM 4 nha, RAM 4 luôn, chơi được game tất cả các loại game luôn, liên quân Wi-Fi backup luôn ha. RAM 4 mũi nhớ 32, Android nó 9 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà luôn. Cây này RAM 4 đúng ra em bán cả triệu á, nhưng mà nay em bán có 500k do bị nứt một miếng ở trên đó nha. Mã số là 318 nha. Găng tay một chạm, camera kép luôn. Đó, xài được 2 sim 4G luôn ha. Máy này rất là mạnh luôn, RAM 4 nha. Cảm ứng này xài bình thường luôn, full chức năng nha. Đó, cảm ứng xài bình thường luôn. Máy móc ok luôn ha. Rồi camera này gọi là camera tai thỏ nha. Rồi 318 nha, 500k ha. Rồi 319 nè, cây Asus Z008D nha. Cây này có găng tay một chạm nè. Đó, xài được 2 sim 4G luôn. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà luôn ha. Cây này em bán giá có 600 thôi, 600k ha. Cây này 319 nha, rin nguyên cây, full chức năng, không lỗi gì hết luôn nha. Máy ok, rin nguyên cây luôn. Đó, pin thì ok luôn ha. Máy test ok luôn, em để từng lễ rồi pin nó mới giật nha. Đó, máy ok luôn ha. Rồi cây này mã số là 319 nha, 600k ha. Rồi 320 nè, cây này Galaxy A5 nha, Galaxy A5 2016. Cây này thì có cái lưng bằng kính nha, nhôm nguyên khối ha, màn hình Super AMOLED luôn. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Em bán giá là 600k nha. Mã số là 320 nha. Cây này của Samsung, xài được 2 sim ha. Máy size sim 4G, màn hình gin luôn, gin full chức năng luôn, màn hình Super AMOLED luôn, đã lắm nha. Máy cực kỳ đã luôn, em tải sẵn ứng dụng sẵn hết rồi. Pin thì rất là tốt luôn, bỏ sim vô xài thôi. Rồi cây này 600k, mã số là 320 nha. Rồi 321 nè, cái Redmi 7 nha. Cây này em làm nó đớm miếng ở đây nè, nó mị mực nha, vì đớm miếng không lan nha. Màn hình đẹp, Kensho Benrin nguyên cây luôn. Máy móc ok luôn. Cái này camera này gọi là camera giọt nước nha. Máy cực kỳ mạnh luôn ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm nha. Cây này hỗ trợ được 8 nhân, mỗi nhân 1.8. 600k ha, mã số là 321 nha. Găng tay một chạm, camera kép, xài được 2 sim 4G luôn. Máy móc ok luôn ha. Có hồng ngoại luôn nha. Máy ok luôn ha. Đó, bị đớm miếng ngay này không sao hết nha, không phải bể nha. Rồi 600k, mã số là 321 nha. Rồi 322 nè, cây Realme,
cái Realme này, Realme 9C nha. RAM 2, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà luôn ha. Cây này em bán 700 nha, RAM 3 camera luôn. Cây này có găng tay một chạm luôn nha. Rồi cây này 2 SIM và 4G luôn. Mã số là 322 nha, em bán 700k cây này ha. Đó, máy móc ok luôn ha, màn hình thì khỏi nói, màn hình gọi là camera giọt nước luôn. Máy móc ok luôn, nặng kịch, pin rất là trâu luôn, trâu bò luôn. Máy chạy không thấy đường nha, máy chạy rất là mạnh ha. Rồi cây này 700k nha, mã số là 322 nha. Rồi 323 nè, cây này cây Redmi 5A nha. Redmi 5A Prime, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 7 chấm. Cây này xài được 8 nhân mỗi nhân 1.8 nha. Găng tay một chạm luôn, có hồng ngoại luôn. Xài được 2 SIM 4G luôn nha. Mã số là 323 nha, chơi được game Liên Quân Wi-Fi backup luôn nha. Máy rực cực kỳ mạnh luôn, green nguyên cây full chức năng luôn. Máy đã lắm nha, cây này khỏi nói nhưng nó cao lắm. Nó chạy không thấy đường, chơi được game luôn á, rất là mạnh. Còn nếu mà Zalo, Facebook và lướt không thấy đường nha. RAM 3 bộ nhớ 32 là khỏi nói luôn ha. Cây này 700k, mã số là 323 nha. Rồi cây 3, cây 324 nè, cây Asus X0001AD nha. Đó, cây này RAM 4 luôn, RAM 4 bộ nhớ 32 luôn, găng tay một chạm, camera kép luôn. Máy này xài được 2 SIM 4G ha. Máy này chơi được tất cả các loại game luôn. Thường thường cây này em bán ở 900 triệu á, em sổ cây này luôn, ai nhanh tay chốt liền cây này ha. Cây này em bán 700 thôi. Mã số là 324 nha, 324 cây này ha. Đó, máy full chức năng không lỗi gì hết luôn, máy ok luôn ha. Đó, màn hình gọi là camera ở trên trước nè, gọi là màn hình tay thỏ nha. Nó không nứt không bể không gì hết luôn, chạy rất là đã luôn, RAM 4 luôn nha. Đó, 700k, mã số là 324 nha, 324 cây này nha. Không có cây điện thoại mà nó bự bự ha, bự ha, nó bự, đã lắm nha. Nó bự ha, cây này 325 nha. Cây này Lenovo BB2, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn. Zalo, Facebook, TikTok, lướt phà phà, YouTube chạy không thấy đường. Đó, cây này xài được 2 SIM 4G luôn ha. 700k cây này nha, mã số là 325. Đó, SIM chọt ở đây nha. Alo, nghe gọi alo luôn nha, chứ không phải cái tab luôn nha. Máy ok luôn, màn hình riêng nguyên cây full chức năng nha. Đó, máy nó chạy không thấy đường luôn nha. Đó, pin rất là tốt luôn, pin trâu luôn. Cái máy này chủ yếu là pin nha. 325 nha, 700k ha. Rồi cái 326 nè, cái Redmi Note 5A Prime. Đó, cây này găng tay một chạm luôn, có hồng ngoại, xài được 2 SIM 4G ha. Cây này em bán 700 nha, mã số là 326 nha, riêng nguyên cây full chức năng, xài được 2 SIM luôn nha. 2 SIM 4G luôn. Máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng sẵn luôn ha. Có chỉnh được tivi là máy lạnh rồi ha. Nó có hồng ngoại luôn nha. 326 là 700k nha. Rồi cái 327 nè, cái Redmi Note 5A nha, cây Redmi Note 5A rồi RIM nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà, chơi được game Liên Quân Wi-Fi luôn nha. Cây này 2 SIM và có hồng ngoại luôn nha. Găng tay một chạm luôn. Cây này em bán 700, mã số là 327 nha. Đó, máy móc ok, full chức năng, green nguyên cây luôn nha, màn hình green luôn nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng 100 thì em bao ship nha, bán 5 cây trong một đơn là giá sỉ nha. Rồi, máy móc ok, full chức năng, 700k ha, mã số là 327 nha. Rồi, cây 328 nè, cây Oppo F5 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn. Đó, cây này em bán 700 thôi, RAM 3 nha, F5 luôn. Đó, em bán có 700k, mã số là 328 nha, găng tay một chạm nè, pin rất là trâu luôn, xài được 2 SIM 4G luôn nha. Màn hình nó hơi bị chạy nhẹ nha. Đó, màn hình nó hơi chạy nhẹ nha. Máy móc ok, green, đựng cái màn hình green nha. Máy nó chạy nè, không thấy đường luôn, lướt nữa, không thấy đường luôn, đã lắm, chạy đã lắm nha. Đó, máy móc ok luôn, 700k cái này ha, mã số là 328 nha. Rồi cái 329 nè, cái Oppo AR7 luôn. Cây này màn hình Super AMOLED luôn ha. Đó, RAM 4, bộ nhớ 32, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà luôn ha. Đó, cây này chơi được game Liên Quân Wi-Fi backup luôn ha. Em bán có 800k thôi cây này ha. Màn hình Super AMOLED luôn, chưa đủ tiền cái màn hình luôn. Mã số là 329 nha. Nó xài được 2 SIM 4G luôn ha. Máy móc ok luôn, đã lắm nha. Màn hình green theo máy luôn nha. Đó, màn hình là Super AMOLED luôn. Điện camera em lọc không nổi cái màn hình luôn.
pin rất là chốt, trâu vò nha, bỏ sim nghe gọi ok ha. Rồi cây 329 nhân 800k ha. Rồi cây 330 nè, cây này cây 330 nha, Apple F3 Plus nha. F3 Plus chứ không phải F3 nha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64, Android 6 chấm, Zalo, Facebook, TikTok, lướt phà, chơi tất cả các loại game, liên quân Wi-Fi bị up nha. Cây này RAM 4 rất là mạnh luôn ha. Em bán 900 nha. Màn hình Super AMOLED luôn nha, xài được 2 sim 4G luôn. Cây này em bán 900 nha, mã số là 330 nha. Ôi coi màn hình nó đẹp kinh sợ bé luôn. Nó đẹp dở mang luôn nha. Nó rin nguyên cây găng tay trên nút hơn luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Đó. Rồi cây 330 ha, 900k nha. Máy full chức năng đẹp kinh sợ bé luôn ha. Rồi. Rồi cây 331 là cây này xịn sò luôn. Cây này VMAX mà Acti 1 nha. Cây này quá đẹp luôn ha. Vỏ nó đẹp luôn, sạc cùng đuôi taxi luôn ha. Đó, xài được 2 sim 5G luôn. Cây này camera kép luôn, găng tay một chạm, vỏ đẹp luôn ha. Đó, cây này RAM 4 ngủ nhớ 64 luôn, Android 9 chấm luôn, quá đẹp luôn. Cây này long lanh luôn nha. Đó, em bán giá 1 triệu nha, giá 1 triệu nha, em để 999 ra cho đẹp nha, găng tay một chạm luôn. Máy cực kỳ đẹp luôn. Đó, màn hình người gọi là Super AMOLED luôn ha. Máy rin nguyên cây luôn, full chức năng luôn. Máy cực kỳ đẹp luôn, chơi được tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi bị up luôn. Đó, cây này sạc đuôi taxi, sạc nhanh luôn, găng tay một chạm, camera kép luôn, giá 1 triệu, RAM 4 mũi nhớ 64 luôn. Mã số là 331 nha, 331. Rồi cây 332 nè, cây này cây Huawei Y9 nha. Huawei Y9 là camera kép nè, găng tay một chạm, dòng đời mới này ha. Cây này dòng đời mới này sau này ha, nó đẹp kênh Spen luôn. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64 luôn, Android nó 9 chấm, Zalo, Facebook, TikTok, lướt phà luôn. Cây này ngoài thị trường bán bộn ha, em bán giá 1 triệu mốt nha. Mã số là 332 nha, 332 nha, full chức năng, rin nguyên cây, camera kép lần trước luôn nha. Máy nó chạy không thấy đường luôn, đã lắm nha. Máy cực kỳ mạnh, em tải sẵn ứng dụng sẵn rồi ha. Pin thì rất là tốt nha, pin ok luôn, chơi được game tất cả loại game luôn nha. 332 ha. Rồi 333 nè, cây này cây Galaxy A70 luôn á, A70 của Samsung luôn ha. Cây này chính hãng luôn nha. Đó, RAM 6, bộ nhớ 128, Android nó 10 chấm, Zalo, Facebook, TikTok, lướt phà, chơi tất cả các loại game, màn hình Super AMOLED. Cây này 3 camera luôn nha. Đó, RAM 6 nha, bộ nhớ 128 nha, bán giá 1 triệu 7 nha. 1 triệu 7 này là bằng cái tiền cái màn hình luôn. Mã số là 333 nha. Đó, máy móc ok luôn. Đó, tăng ánh sáng lên hết lóc rồi. Em tay trái khó quay. Đó, green nguyên cây luôn nha, green nguyên cây luôn, màn hình green luôn nha. Máy móc ok luôn ha, camera giọt nước luôn. Đó, sạc bằng đuôi taxi luôn nha. Cái vỏ lưng nó bị nứt chỗ này cũng miếng nha. Mã số là 333 nha, 1 triệu 7 ha. Rồi cây này cái A50S nè, A50S của Samsung luôn ha, chính hãng luôn nha. Sạc bằng đuôi taxi luôn. Cây này thì khỏi nói khỏi chê rồi, đã lắm nha. Xài được 2 sim 4G luôn, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn nha. Em bán giá bèo liệt bèo luôn, ai mua được mua nha. Giá 1 triệu 3 luôn, 1 triệu 3 luôn. Cây này Super AMOLED luôn nha. Mã số là 334 nha. Xài được 2 sim 4G luôn, cái màn hình không đủ tiền nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nha. Em tải sẵn ứng dụng luôn. À, máy ok, full chức năng luôn nha. Pin thì rất là tốt luôn. Nổi cái màn hình không là đủ tiền nha. Đó, máy ok luôn ha. Đó, 334 nha. Giá 1 triệu 3 nha. Rồi 335 nha. Cây Tab A2016 nha. Em có một cây Tab ha. Tab A2016 Android nó 5 chấm, Zalo, Facebook, TikTok, lướt phà, YouTube, karaoke ok luôn ha. Cây này em bán 500k nha, gắn được một sim một thẻ nhớ nha. Đó, máy full chức năng, rin nguyên cây. Em bán có 500k thôi nha. Mã số là 335 nha. Đó, chơi YouTube nè, chơi Liên Quân, chơi game nhẹ nhẹ nha. Em có tải sẵn game nhẹ nhẹ vô tay sẵn rồi ha. Máy này màn hình rin men cây luôn, bỏ sim nghe gọi ok luôn ha. Nó chơi game của em tải không rồi đủ lời nha, có 500k thôi, cho cháu nó học bài này kia, học online này kia rồi ha, karaoke cũng lời, 500k nha, của Samsung nha. Mã số là 335 nha. Rồi cây 297 nè, cây này Z500, Galaxy Z500 green nguyên cây, full chức năng nha. Cây này học online tốt, Android nó 5 chấm, xài được 2 sim luôn. Cây này em bán 400 nha, 400 nha. Đó, green nguyên cây luôn. Mã số là 297 nha, Z500 nha. Máy ok luôn, màu đen luôn, màn hình rin nó ám nhẹ tí nỉ ha. Nè ám là bình thường nha.
Đó, máy rất là mượt luôn. Nếu mà để như vậy xài nha, em có tải sẵn ứng dụng rồi nè. Nó chứ cứ để như vậy xài thôi pin rất là tốt luôn ha. Rồi cây này sạc bọng kiểm tra pin bọng người hết rồi ha. Mã số là 297 nha, 400k ha. Rồi cây 300 ha. Cây Z320 nha, học online tốt Android 5 chấm Zalo, Facebook, TikTok ok luôn. Cây này xài được hai sim 4G luôn của Samsung nha, Galaxy Z320 nha. Cây này học online tốt luôn ha, 450, mã số là 300 nha. Z320 rin nguyên cây luôn. Cây này rin nguyên cây luôn, full chức năng luôn, bị màn hình rin ám một tí ha. Máy này em bán có 450 thôi, thì bữa em bán 500 do ám em bán 450 nha. Mã số là 300 ha. Rồi cái 303 nè. Galaxy Z2 Pro nha, còn đẹp ken luôn, Z2 Pro luôn. Z2 Pro của Samsung xài được hai sim 4G luôn. Cây này rin nguyên cây luôn, RAM 2 4 x 16, Android nó 7 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà luôn ha. Cây này em bán 550 nha, mã số là 303 nha, 303 nha. Máy cực kỳ đẹp luôn, rin nguyên cây luôn, không lỗi gì hết, full chức năng luôn, pin rất là tốt luôn, máy đã lắm nha. 303 luôn, 550 nha. Rồi 308 nè, 308 là cây Oppo F5 nha. Cây này bị ám miếng ha, màn hình nó rin luôn ha. RAM 4 bộ nhớ SATA 32, Android nó 7 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà ha. Cây này em bán 700 nha, mã số là 308 nha. Có găng tay một chạm nè. Xài được hai sim 4G nè. Máy này Oppo của Oppo ha, F5 luôn nha. Màn hình thì rin luôn, máy full chức năng luôn. Đã lắm nha. Máy ok luôn nè, lướt phà luôn ha, rin nguyên cây luôn. Rồi cây này em bán có 700k thôi nha. Mã số là 308 mà RAM 4 nha. Rồi 310 nè. Galaxy Z7 Pro nha, RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn nha. Android 9 chấm luôn, Z7 Pro nha. Cây này hai sim một thẻ nhớ nha. Của Samsung luôn, xài được hai sim 4G luôn nha. 900k, mã số là 310 nha. Màn hình gọi là màn hình Super AMOLED nha, có em tải sẵn con cá lội nè. Cực kỳ đã luôn nha. Máy móc ok, full chức năng nha. Đó, máy móc đã lắm nha. Pin rất là tốt, găng tay trên nút home ha. Đó, máy móc à, đẹp ken sờ bên luôn, đã lắm ha. 900k, mã số là 310 nha. Rồi 270, 270 là Noga 3 luôn ha, bị đốm luôn. Bị đốm một miếng ha. Ôm coi cái đốm rồi. Ok. Ở này bị lót nha, bị lót trong màn hình nha, chứ không phải bị đốm nha, màn hình đẹp nha, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Noga 3 thì hai sim một thẻ nhớ nha, chọc sim bên ngoài giùm em ha. Đó, máy RAM 2 nha, RAM 2, bộ nhớ 16 nha. Android 8 chấm. Zalo, Facebook, TikTok ok, xài được hai sim luôn nha. 400k cái này ha, mã số là 270 nha. Rồi cái 273 nè. Redmi 4A. Redmi 4A RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn, Zalo, Facebook, TikTok ok luôn ha. Máy móc có hồng ngoại luôn, xài được hai sim 4G luôn ha. Của thằng Xiaomi nha. Cái này em bán 500 nha, mã số là 273 nha. Redmi 4A luôn. Máy full chức năng luôn, không lỗi gì hết, máy đẹp luôn, Ken Span luôn, chạy như là sấm sét. Máy rất là mạnh nha, nó xài được 8 nhân 6 nhân luôn ha. Rồi cây 274 nè. Cây này ra Galaxy A6 nha, A6 nó bị đốm ha, bị lót ha, bị lót. Rồi cây này bị lót nha, với nứt kính ngay chỗ này ha. Rồi cây này của Samsung ha, hai sim, cây này hai sim luôn nha, 4G luôn. Cây này RAM 3 cũng nhớ 32 luôn, RAM Android 8 luôn. Cây này thường thường em bán tới 900 á, em cây này bị nứt kính nha, em bán 500k ha. Mã số là 274 nha, cây này có găng tay một chạm nè. Xài được hai sim 4G ha, máy cứng khừ luôn. Nó máy bằng nhôm nguyên khối luôn ha. Màn hình thì đẹp, đi ép kính được luôn nha. Nhưng mà để như vậy em bán cho rẻ ha. Máy móc ok, chạy không thấy đường, pin rất là tốt, bỏ hai sim 4G luôn nha. 500k cái này ha. 274. Rồi 276 nè. 276 nha. Rồi cây OB nha. Cây OB, cây này của nước Mỹ sản xuất ha, xài được hai sim nha. Mà RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm luôn, Zalo, Facebook, TikTok, thước phà ha. Cây này RAM 3 luôn, em bán là 550 nha, mở số là 276 nha. Máy này full chức năng luôn, không lỗi gì hết nha. Nút nguồn nằm bên đây ha. Đó, bấm ở giữa nè, kéo lên ha. Đó, máy này em test ok hết toàn bộ, win rất là tốt luôn.
Máy này mạnh khỏe luôn, màn hình đẹp luôn, hai sim luôn nha. Cái máy này hai sim luôn nha, của Mỹ sản xuất nha. Rồi màn hình thì tiếng Việt nha, ngôn ngữ tiếng Việt luôn. 550 cái này ha, mã số là 276 nha, OB. Rồi cái 279 nè, cây này pin rất là tốt luôn, nó test pin xong để pin ok luôn ha. Asus Z01011D nha. Cây này RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, Android 6 chấm luôn, Zalo, Facebook, TikTok ok luôn. Cây này RAM 3 em bán 650 nha, mã số là 279 nha. Nút lớn, nút nhỏ, âm lượng lớn nhỏ, nút nguồn nằm trên đầu ha. Đó, máy này hai sim luôn, máy ok, full chức năng luôn, màn hình riêng nguyên cây luôn nha. Rồi cây này quên sạc luôn, pin nó hết rồi ha, mà pin nó tốt lắm nha, em để cả tuần lễ nó pin mới hết đó nha, nó test thử cả tuần lễ luôn. Cây này là 650 nhưng mã số là 279 nha, full chức năng không lỗi gì hết, màn hình không nứt không bể gì hết luôn nha, máy ok luôn. Rồi cây 279 nha. Rồi 280 này nha, cây Movitas Z Jumbo S2 nha. Cây này RAM 3 bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn nha. Cây này Movitas pin rất là trâu luôn, có găng tay một chạm luôn, xài được hai sim 4G luôn, rồi có hồng ngoại luôn nha, máy móc ok luôn ha. Cây này em bán 700 nha, mã số là 280 nha, máy full chức năng luôn, màn hình riêng nguyên cây, riêng nguyên cây luôn nha. Đó, máy đẹp luôn nha, pin rất là tốt luôn. Đó, máy cực kỳ đã luôn nha. Rồi cây này là 700 nha, mã số là 280 nha, Android 7 chấm luôn, RAM 3 luôn nha. Rồi 282 nè. Rồi cây Galaxy Z6 Plus nha, Z6 Plus RAM 3, bộ nhớ 32, Android 10 chấm, Zalo, Facebook, TikTok ok luôn ha. RAM 3 luôn. Đó, cây này em bán 800 nha. Rồi, của thằng Samsung, xài được hai sim 4G luôn nha. Máy ok luôn, Z6 Plus nha. Đó, cây này 800k, mã số là 282 nha. Em mở cho coi găng tay trên nút nguồn này nha. Màn hình thì ghim, máy móc ok luôn ha. Cây Z6 Plus này nha, pin thì rất là tốt nha. Rồi cây này giá là 800 nha, mã số là 282 nha. Rồi cây 288 nè, cây này Galaxy S8 Plus nha, cây này bị nứt kính, full chức năng, màn hình đẹp luôn nha, màn hình đẹp luôn nha, ám nhẹ tí nỉ ha, bị nứt kính một đường một ở đây, bị nứt ở đây qua tới đây ha, màn hình Super AMOLED nha. Đó, máy màn hình thì full chức năng đẹp, Kensho Pen luôn, máy màn hình cong luôn ha, màn hình cong nhẹ nha, mình cong miếng nha. Cây này là cây Galaxy S8 Plus nha, găng tay một chạm, có sạc không dây luôn, camera kép luôn, có đo nhịp tim luôn ha. Đó, máy móc thì ok, full chức năng luôn, xài bật đuôi taxi luôn nha, giá 1.6 triệu nha, 1.6 triệu nha. Mã số là 288 nha, màn hình đẹp nha. Đó, đi ép kính được luôn nha, cây này cầm 5 triệu đi mua không nổi luôn, em bán giá có 1.6 triệu nha. RAM 6 bộ nhớ 64 luôn, Android nó 10 chấm luôn nha, mã số là 288 ha. Đây là cây 250 nè, 250 là iPhone 5S nha. Đó, cây này em bán nghe gọi nha, nó bị nứt kính, nút hôm nó bị hư, nó bỏ sim nghe gọi ok ha, nó bỏ sim nghe gọi ok, cây bị nứt kính. Máy cảm ứng xài bình thường hết, full chức năng ha. Chỉ cần nút kính với nút ôm bị hư rồi, xài nút ôm ảo nha. Bỏ sim nghe gọi em có tải nhạc vô đây sẵn rồi. Nó em bán 400 nha, mã số là 250 nha. Cho theo quảng cáo thấy không? 259 nè, cây Galaxy Z7 Pro nha, RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm nha. Đó, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà luôn, Z7 Pro nha, xài được hai sim một thẻ nhớ nha. Đó, của Samsung nha. Cây này em bán 900 nha, mở số là 259 nha. Màn hình này full đẹp luôn, Ken ha. Đó, máy ok luôn, full Ken luôn ha. Màn hình đẹp lắm nha, tại vì camera em quay không nổi cái màn hình Super AMOLED nên nó hơi vậy ha. Chứ màn hình ở ngoài đẹp lắm nha, màu hồng nha, găng tay trên nút home nha. Máy móc ok, full chức năng ha, không lỗi gì hết nha. Z7 Pro nha, 900k, mở số là 259 nha. Rồi có cây Mi Max 1 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 6 chấm luôn, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà ha. Cây này 6 nhân, mỗi nhân 1.8. Cây này em bán 800 nha, có găng tay một chạm ha, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G ha. Cây này rất là mạnh luôn, mà nó bự nữa, màn hình nó khoảng 6 inch mấy 7 inch luôn ha.
Rồi cây này bán má em bán là 800 nhưng mã số là 24243 nha. Cây này riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Cái chữ chỉnh màu vàng chứ không phải màn hình màu vàng nha. Để em vô trong cài đặt nó. Em vô cài đặt cho coi. Cài đặt đâu rồi? Để em vô cài đặt em lướt cho coi ha. Đó. Cái phơm nó màu vàng ha. Máy móc ok, pin rất là tốt nha. Máy cực kỳ luôn. À, xài 2 sim 4G luôn, có hồng ngoại luôn, găng tay một chạm luôn. 243 nha, 800k ha. Rồi 245. Cây này cây Galaxy Z7 Plus nha. Z7 Plus của Samsung, xài được 2 sim 4G ha, một thẻ nhớ nha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn, Zalo, Facebook, TikTok luôn, phà luôn ha. Cây này em bán 950 nha, 950 nha. Mã số là 245 nha. Màu đen ha. Đó, 245. Rồi, màn hình đẹp luôn ha. Em có tải sẵn con cá nó lội nè. Màn hình cực kỳ đẹp luôn ha. Máy móc ok luôn, full chức năng luôn, pin rất là tốt nha. Đó, em có tải sẵn ứng dụng nè, găng tay trên nút home luôn. Máy móc wifi, pin tốt luôn ha. Đó, đẹp kê luôn, màu đen nha. Đó, vỏ thì xấu qua 5 tháng, sống nó mạnh nha. Đó, cây này 245 nha, 950 nha, gam 4 luôn. 208 nè, Oppo Neo 9 bị nứt miếng. Nước miếng ngay chỗ này ha, không ảnh hưởng gì hết, riêng nguyên cây full chức năng ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, TikTok, lướt phà ha. Cây này em bán 400k nhân lo do mình nứt nha, còn muốn nứt rồi em bán với 500 nữa ha. Rồi cây này 208 nha, 208 nha. À, máy móc ok full chức năng luôn, bị nứt miếng ở trên ha. Cây này bình thường hết full chức năng luôn, bỏ sim nghe gọi 2 sim luôn nha, của Oppo ha. Rồi có 400k thôi, mua cùi bắp cũng vậy, mua mấy cái này xài đỡ ha, gọi Zalo này kia ha. 208 nha, mã số 208 nha, 400k ha. Mã số 231. Cây Vivo X1 nha, 3 camera luôn ha. Cây này RAM 6 cộng 2 nha, RAM 6 cộng 2 là RAM 8, bộ nhớ 128 của Vivo nha. Dòng cao nha, Android đúng 12 chấm luôn. Cây này em bán giá 2 triệu nha. Hôm nay sổ luôn ha, em bán giá 1 triệu 8 luôn cho bà con nha. Ai nói trên clip này nghe, để em sửa lại ha. Rồi hiện nay em sổ cây này luôn ha, giá 1 triệu 8 luôn. Em bán lỗ luôn nha. Cây này 231 nha, mã số 231 nha. Cây này RAM 6, bộ nhớ RAM 6 cộng 2 là RAM 8, bộ nhớ 128, Android 12 nha. Cây này full can nguyên cây luôn, full cây luôn ha. Không lỗi gì hết, máy đã luôn nha. Nó máy cực kỳ luôn. Máy chạy rất là đã luôn ha. Pin thì rất là tốt luôn, pin cực kỳ luôn. Rồi em bán sổ cái này luôn ha. Ai mua thì cọc qua lường 100k em bao ship luôn ha. Rồi cây 169 nè. Cây này cây Z7 nè, Z5 2016 nha. Cây này bị nứt kính nè. Cảm ứng thì xài bình thường luôn. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. 7 chấm thì mình tải được Zalo, Facebook, TikTok lúc phà ha. Cây này em nứt kính em bán 500 nha. Mã số là 187 ha, xài được 2 sim à. Xài được 2 sim 4G luôn. Bị nứt kính đi ép được luôn, nhưng mà thôi để em bán giá cho rẻ rẻ ha. Đó. Cây này bị nứt quá ha. Thôi, cây này nứt kính nhiều quá, thôi em bớt nha. Em bán 400 cho bà con thôi, em bán giá vốn luôn. Mã số là 184187 nha. Xài được 2 sim 4G luôn, máy pin trâu lắm, đã lắm, riêng nguyên cây luôn. Cây này ép kính được luôn ha. Rồi máy móc ok, full chức năng. Em vô rồi đặt nước thử cho coi nè. Máy chạy không thấy đường ha. Rồi full gain luôn ha, 2 sim 4G luôn, 187 nha. Rồi 195. Cây này cây Redmi Note 3 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lúc phà ha. Cây này em bán giá là 700 nha. Nó 8 nhân, mỗi nhân 1.9 nha. Cây này có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại nè, xài được 2 sim 4G ha. Mở số là 195 nha, full nguyên cây, riêng nguyên cây luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, máy rất là mạnh luôn, RAM 3 mà chạy không thấy đường luôn ha. Đó, Redmi Note 3 nha, xài được 2 sim luôn. Rồi cây này 700 nha, mã số là 195 nha. Rồi cây này là 197 nè. Cây này cây Redmi S2 nha. Cây Redmi S2 này, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm luôn, Zalo, Facebook, TikTok lúc phà ha. Cây này 8 nhân, mỗi nhân 2 hết, camera kép nè, găng tay một chạm nè, có hồng ngoại nè, xài được 2 sim 4G nè. Em bán giá là 800k nha, mã số là 197 nha.
197, màn hình thì full chức năng, máy móc ok luôn ha. Em lướt sẵn cho coi nè, màn hình đẹp luôn nha. Cây này chơi game thì khỏi nói luôn, full chức năng luôn, đã luôn nha, rất là sướng luôn. Rồi chơi 800k nha, mã số là 197 nha. Rồi cây này cây 198 nè, cây Apple F1S nha. Apple F1S cũng nổi tiếng một thời luôn ha. Cây này RAM 3 luôn á, RAM 3 bộ nhớ 32, Android 5 chấm rồi, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà ha. Cây này em bán 800k do RAM 3 nha. Cây này cũng nói chung là bền lắm, pin thì tốt ha. Mã số là 198 nha. Xài được hai sim 4G luôn ha. Máy này full chức năng không lỗi gì hết nha. Máy ok, rin nguyên cây luôn ha. Nó găng tay trên nút home ha. Máy này đã lắm, em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Rồi, máy này mã số là 198 nha, 800k ha. Rồi 202 nè, cây Redmi Note 5 nha, RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm luôn. Zalo, Facebook lướt phà, chơi được game luôn, găng tay một chạm nè, camera kép nè. Cây này có hồng ngoại luôn, xài được hai sim 4G luôn. Mã số là 202 nha. Cây này bán giá 1 triệu nha. Đó, chơi được tất cả loại game luôn, máy móc ok luôn, màn hình rim luôn. Đó, lướt không thấy đường luôn, chạy đã lắm nha. Còn chơi bình thường ứng dụng thì khỏi nói luôn, đã lắm. Rồi mã số là 202 nha, giá 1 triệu hơn.